Lương Y, Hoàng Duy Tân và Kim Huê rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam. Rồi một tác dụng nữa của cái hoa hòe này là người ta tìm thấy ở trong hoa hòe nó có cái chất rutin. Cái chất rutin này là cái chất nó bảo vệ cái thành mạch, nó làm săn chắc cái thành mạch lại. Chúng ta biết nơi những người bị huyết áp cao thì cái sợ nhất của những người bị huyết áp cao là gì? Là tai biến mạch máu não, có nghĩa là cái mạch máu nó sẽ bị vỡ ra. Vì nó căng đến mức độ nào đó nó sẽ vỡ ra. Cái mạch máu của chúng ta mà nó bị dồn vào nhiều quá nó sẽ mềm ra. Rồi nó căng đến cái mức độ nó giống như cái ruột xe ấy. Chúng ta bơm nó, thì lúc đầu nó căng lên, nhưng mà nếu bơm quá nó căng lên nó sẽ nổ cái bụng. Thì cái mạch máu của chúng ta cũng như vậy. Thế người ta mới tìm ra được cái chất rutin này. Và cái chất rutin này nó sẽ làm cái tác dụng của nó, tôi tạm dùng cái dùng từ nó là săn chắc mạch máu. Nghĩa là nó làm co cái độ đàn hồi của nó bảo vệ, nó cứng, cho nên nó đỡ bị bể hơn. Cho nên các cụ lớn tuổi, những vị nào mà đã lớn tuổi mà bị huyết áp cao thì nên dùng cái này hàng ngày. Nấu nước trà uống. Nấu nước trà uống hàng ngày. Nó cũng là một cái thú. Buổi sáng ra mà nấu lấy một ly nước trà hoa hòe này uống, nó cũng có cái vị nó thơm thơm, cũng ngon. Và khi đó chúng ta vừa có được thêm một cái hỗ trợ nữa là làm cho cái mạch máu chúng ta nó săn chắc lại, tránh được tai biến mạch máu não. Riêng trong trường hợp mà nếu mà quý vị muốn cầm máu như vừa rồi tôi nói đó, thì đây là cái vị thuốc chưa được sao. Quý vị sao cho nên ra đen đen một tí xíu nữa thì công dụng cầm máu của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Vì quan niệm của Đông Y nói như thế này, máu màu đỏ là thuộc hỏa, còn màu đen á, thì lại thuộc thủy, là nước. Thế thì người ta lấy thủy để khắc hỏa. Thế nếu chúng ta sao đen lên thì cái vị đen này nó sẽ vào trong thủy, tăng cường cái lượng thủy lên, để lấy cái thủy đó khắc cái hỏa xuống thì cái máu sẽ không ra nữa. Thì đây là cái mà quý vị lưu ý cho tôi, là nếu quý vị muốn tăng cường cái tác dụng mà cầm máu đó thì quý vị mới nên sao đen, còn nếu không quý vị để như vậy cũng có thể sử dụng được.